em kết hôn đã được 4 năm rồi. Đêm tân hôn hôm đấy, vợ chồng em có quan hệ nhưng mà rất là khó khăn, không thể nào đưa được dương vật của chồng vào. Những đêm mà bọn em quan hệ nhưng mà rất là khó khăn không đưa được vào ấy, em rất là buồn và em thấy thương chồng em vì không thể nào đáp ứng được nhu cầu của chồng ạ. Em rất là tuyệt vọng và trách bản thân mình tại sao mình sinh ra là con gái mà lại không thể giống như những người phụ nữ khác ạ. Những lúc như thế chồng đều ôm tôi và động viên tôi cố gắng lên và mình sẽ tìm được nơi khám chữa bệnh này ạ. Lúc đấy em cũng rất chi là buồn nhưng mà biết là không có, nhưng mà mình vẫn phải động viên cho vợ, cho hai vợ chồng mình có động lực và cố gắng nhiều hơn. Tại vì cái này nó là cơ địa của mình, nó không thể được chứ không phải là do vợ mình, nên mình không thể trách vợ được. Mình phải cố gắng động viên cho vợ và hai vợ chồng có động lực nhiều hơn. Mỗi lần vợ buồn và khóc thì em sẽ động viên vợ bảo là mình không gì phải khóc, thì trước sau thì mình cũng sẽ có con và em bé thôi, không phải đừng có buồn khóc làm gì, mình có thể cố gắng từ từ là mình sẽ có thôi. Sau 3-4 tháng vợ chồng em không quan hệ được, em cũng đã có đi khám ở rất nhiều nơi nhưng mà bác sĩ chỉ bảo là do tâm lý em không được thoải mái mà về thả lỏng ra, chứ không biết là em bị co thắt âm đạo ạ. Năm 2023 em bị gia đình hai bên thúc giục về chuyện con cái, em đã đến bệnh viện và được bác sĩ nói là nếu mà muốn có con mà không quan hệ được thì chỉ có là IVF hoặc là IUI thôi ạ. Em không quan hệ được thì sẽ phải gây mê và làm thôi ạ. Và em đã thực hiện hai lần nhưng mà đều thất bại. Em cảm thấy rất là buồn và tuyệt vọng. Em nghĩ mình chắc không thể nào mà có con được ạ. Em có lướt TikTok, em biết được một chị cũng gặp trường hợp như em. Chị có giới thiệu em là ở trung tâm mình có chữa được cái bệnh như thế này ạ. Xong rồi em có đến bệnh viện và được bác sĩ Tú tư vấn điều trị cho em. Đến hôm nay thì đã thành công rồi, em và chồng có thể quan hệ được rồi ạ. Em rất là vui sướng vì mình có thể chữa được bệnh và mình hoàn toàn là một người phụ nữ bình thường. Em hy vọng là mình sẽ sớm có em bé. Trước hết xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Anh Tú đã tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Bác sĩ Nguyễn Anh Tú có thể chia sẻ về trường hợp bệnh nhân mắc hội chứng co thắt âm đạo 4 năm không thể quan hệ tình dục được với chồng mà gần đây Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội đã tiếp nhận và điều trị thành công không ạ? Vâng, xin chia sẻ một chút về trường hợp cặp bệnh nhân. Một cặp vợ chồng đến với lại Trung tâm Y học Giới tính của chúng tôi với nhu cầu là mong sinh con. Tuy nhiên là qua quá trình khai thác, hỏi bệnh thì cặp vợ chồng có chia sẻ là các bạn đã cưới nhau được 4 năm. Tuy nhiên trong 4 năm vừa rồi chưa có một lần nào mà hai vợ chồng thực sự quan hệ tình dục được thành công, có nghĩa là chưa một lần nào mà chồng đưa được dương vật của mình vào trong âm đạo của người vợ. Khi mà cái trường hợp như vậy, đương nhiên hai vợ chồng đều có một số các cái mặc cảm về vấn đề về tâm lý. Họ cũng đã đi thăm khám, chạy chữa ở nhiều nơi, tuy nhiên chưa có một cơ sở nào có thể chẩn đoán được chính xác mặt bệnh của họ. Và bằng sự tin tưởng của bệnh nhân và bằng cái sự nỗ lực tìm hiểu thông tin và sự chia sẻ của các bệnh đã thành công ở trung tâm, bệnh nhân mới được giới thiệu để đến với trung tâm của chúng tôi. Tại đây thì thứ nhất, bệnh nhân đã được gặp các bác sĩ, chúng tôi trực tiếp thăm khám, hỏi bệnh và bệnh nhân cũng sẵn sàng cởi mở chia sẻ về câu chuyện của mình. Và qua quá trình thăm khám, hỏi bệnh và làm một số các xét nghiệm cận lâm sàng,
chúng tôi xác định được rằng trường hợp của bệnh nhân đang mắc phải hội chứng được gọi là co thắt âm đạo. Đây là một cái hội chứng khá là hiếm gặp ở trên thế giới và cũng khá là hiếm gặp ở Việt Nam. Tuy nhiên, với những trường hợp mà vô sinh hiếm muộn, đặc biệt là những cái trường hợp mà không quan hệ tình dục được, thì cái tỷ lệ gặp do hội chứng co thắt âm đạo lại khá là cao. Trường hợp bệnh nhân bị co thắt âm đạo, chúng tôi đã phải thứ nhất loại trừ các nguyên nhân mà bệnh nhân có thể gặp phải, ví dụ như là sang chấn ở âm đạo, viêm nhiễm gây đau, hoặc là các cái bất thường liên quan về mặt cấu trúc giải phẫu làm cho bệnh nhân không quan hệ được. Sau khi mà loại trừ các bệnh lý liên quan đến thực thể, loại trừ các nguyên nhân liên quan đến tâm lý, bệnh nhân mới được tư vấn định hướng về quá trình điều trị. Và thật may mắn là quá trình điều trị đã thành công và hiện tại cả vợ chồng đã có thể quan hệ tình dục được bình thường. Được biết là trước khi biết đến Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội thì cặp đôi trên đã từng đi thăm khám ở một số cơ sở y tế khác. Tuy nhiên thì tại những cơ sở y tế này họ không phát hiện ra được chính xác mặt bệnh. Và sau khi đến với Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội thì các bác sĩ trung tâm đã thăm khám và chỉ ra được chính xác mặt bệnh hội chứng co thắt âm đạo. Vậy đâu là yếu tố then chốt để các bác sĩ trung tâm có thể chỉ ra được chính xác mặt bệnh và đưa ra được phương pháp điều trị thành công ạ? Với một cặp vợ chồng mới cưới, cái việc quan hệ tình dục thì thông thường mình coi như đó là chuyện đương nhiên. Thế nên khi mà bạn không thể quan hệ tình dục được một cách bình thường thì các bạn đã chủ động đi khám sau một năm không quan hệ được với nguyện vọng là mong sinh con. Bệnh nhân có đi thăm khám ở các cơ sở chuyên khoa về hỗ trợ sinh sản. Và tại đây thì các bác sĩ chẩn đoán là bệnh nhân không quan hệ được. Nghĩ đó là do yếu tố tâm lý bệnh nhân. Bệnh nhân quá lo sợ, bệnh nhân lo nghĩ linh tinh, đâm ra là bệnh nhân mới hồi hộp quá không quan hệ được. Và thế nhưng các bác sĩ lại chỉ đưa ra một cái phương án là thôi, cái bệnh đấy là do tâm lý, về các em cứ tự thoải mái thả lỏng ra là được. Chứ còn không hề nói với bệnh nhân là trường hợp của em ấy là bị làm sao. Và các cơ sở y tế đó họ chỉ tư vấn cho bệnh nhân là nên làm phương án gọi là bơm tinh trùng ở buồng tử cung. Tuy nhiên là phải gây mê. Gây mê ở đây là bạn ấy sẽ phải trải qua một quá trình. Thứ nhất, làm các xét nghiệm đảm bảo quá trình gây mê an toàn. Trải qua một cái quá trình gây mê có thể ảnh hưởng một chút về sức khỏe. Và quan trọng nhất là bạn ấy phải gây mê thì mới có thể bơm được tinh trùng ở buồng tử cung. Và thật đáng tiếc là tất cả công sức và các bạn bỏ ra thì cái lần bơm tinh trùng đó lại thất bại. Như vậy thì nó vừa đặt một cái vấn đề gánh nặng về tài chính cho bệnh nhân, cũng vừa gây ra một phần nào đó áp lực trong cái việc gọi là hành trình tìm con của bệnh nhân. Vậy thì cái yếu tố then chốt mà các bác sĩ thường hay bỏ qua ở đây là mình không hề nghĩ đến cái bệnh gọi là co thắt âm đạo, mà chúng ta chỉ nghĩ nó do yếu tố tâm lý thôi. Yếu tố tâm lý thì cứ dặn bệnh nhân là thả lỏng ra rồi các cái đó, vô hình chung những cái câu nói đó của bác sĩ lại gây nên áp lực cho chính bệnh nhân. Khi mà bệnh nhân càng cố, bệnh nhân lại càng không thể nào làm được những cái thứ mà bác sĩ bảo. Và cái vòng lặp đó cứ lặp đi lặp lại. Thế nên càng những lần thăm khám sau, bệnh nhân sẽ càng áp lực. Đến với trung tâm của chúng tôi thì chúng tôi khẳng định luôn qua quá trình thăm khám điều trị là đây không phải là vấn đề tâm lý đơn thuần. Đấy, liệu pháp tâm lý có vai trò trong y học giới tính là để chẩn đoán loại trừ các nguyên nhân tâm lý, động viên khích lệ bệnh nhân và đồng hành cùng bệnh nhân trong quá trình thăm khám và điều trị. Bằng các cái kinh nghiệm và bằng cái tiêu chuẩn chẩn đoán bây giờ được thống nhất, co thắt âm đạo là hội chứng co cơ không kiểm soát được của người phụ nữ, dẫn đến hậu quả là không thể đưa được bất kỳ vật nào vào trong âm đạo. Khi mà bệnh nhân có đầy đủ các tiêu chuẩn chẩn đoán, bệnh nhân được chẩn đoán đúng bệnh, thì lúc đó bệnh nhân mới có thể tự tin biết được là cái hành trình điều trị của mình như thế nào và hợp tác với bác sĩ trong quá trình điều trị. Vậy Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội đã có phương pháp điều trị như thế nào đối với trường hợp mắc bệnh lý co thắt âm đạo như trên ạ? Không chỉ cặp vợ chồng này mà cũng như tất cả các cặp vợ chồng khác, khi có các vấn đề liên quan đến lại y học giới tính, liên quan đến tình dục học nói chung và co thắt âm đạo nói riêng, việc đầu tiên đó là cần phải có sự đồng thuận của cả hai vợ chồng. Đầu tiên các bạn sẽ đến đây với tư cách là một cặp vợ chồng. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ câu chuyện, cùng chia sẻ những góc nhìn từ phía vợ, góc nhìn từ phía chồng. Sau đó sẽ có một phiên gọi là phiên tham vấn tâm lý. Phiên tham vấn tâm lý đó, thứ nhất, chúng ta sẽ loại trừ các yếu tố liên quan đến lại tâm lý, lo lắng, rối loạn lo âu. Đấy, các cái đó để đảm bảo cho bệnh nhân là mình không có các vấn đề liên quan đến bệnh tâm lý, bệnh tâm thần, và có thể vững tin hơn trong quá trình thăm khám và điều trị. Sau đó bệnh nhân sẽ được ký biên bản đồng thuận. Đồng thuận ở đây là
chồng bệnh nhân và bệnh nhân đã hiểu hoàn toàn, thứ nhất, tình trạng bệnh lý của mình. Thứ hai, quá trình điều trị chúng ta sẽ tiếp diễn như thế nào. Kết quả chúng ta có thể kỳ vọng đạt được là gì. Thời gian mất bao lâu, dự kiến kinh phí như thế nào. Và khi mà cả hai có sự đồng hành, có sự hiểu biết thấu đáo nhau về quá trình điều trị thì mới có thể hợp tác, cộng tác cùng các bác sĩ trong quá trình điều trị của bệnh được. Phần lớn quá trình điều trị thì với trường hợp này chủ yếu liên quan đến về phía người vợ. Tuy nhiên với vai trò của người chồng sẽ luôn là người đồng hành cùng bệnh nhân, động viên bệnh nhân để thực hiện các bài tập, thực hiện các buổi thăm khám, thực hiện các buổi trị liệu. Vai trò đồng hành này sẽ là cái vai trò cực kỳ quan trọng xuyên suốt trong quá trình điều trị của bệnh nhân. Còn với người vợ thì sẽ là mục tiêu của điều trị. Mục tiêu điều trị ở đây để cho bạn có thể quan hệ tình dục được bình thường. Thế thì câu chuyện đặt ra ở đây là tùy từng trường hợp bệnh nhân khác nhau, chúng tôi sẽ có các cái phác đồ điều trị nó sẽ khác nhau. Các bạn sẽ được làm quen với các bài tập. Các bài tập đó sẽ giúp bạn dần dần kiểm soát được sự co thắt của âm đạo của mình. Sau đó các bạn sẽ được làm quen với lại các vật dụng, các cái dụng cụ để hỗ trợ bạn trong quá trình làm quen với cảm giác của âm đạo. Và đến một lúc nào đó mà các bạn hoàn toàn có thể làm chủ được cảm giác của mình, làm chủ được sự co cơ của mình, thì cái buổi cuối cùng sẽ là cái buổi mà chồng có thể đến quan hệ được với vợ một cách bình thường. Thì lúc đó chúng tôi coi như là quá trình điều trị thành công và có thể kết thúc ở đây được. Vâng, vậy theo bác sĩ, tham vấn tâm lý là một trong những bước trong quá trình điều trị các bệnh lý liên quan đến y học giới tính nói chung và hội chứng co thắt âm đạo nói riêng, phải không ạ? Quan điểm y học trước đây thì người ta thường hay quy chụp những cái bệnh của liên quan đến tình dục và các bệnh liên quan đến y học giới tính thuộc về phạm trù tâm lý. Ví dụ với trường hợp co thắt âm đạo, các bác sĩ hoặc các nhân viên y tế thường hay nói là do bệnh nhân lo lắng thái quá, hay do bệnh nhân quá hồi hộp, hoặc là do các bệnh nhân sợ đau, sợ cái nọ, sợ cái kia, dẫn đến trường hợp là bệnh nhân không ấy được. Thì đương nhiên họ sẽ dặn các bệnh nhân là về phải thoải mái ra, thả lỏng ra. Nhưng vô hình chung hành động đó lại càng gây áp lực lên cho bệnh nhân, bởi vì bệnh nhân hoàn toàn không thể nào làm theo được những lời mà bác sĩ bảo. Và khi không làm được, bệnh nhân sẽ có cảm giác là tự trách móc, nghĩ rằng cái vấn đề đó là do cái việc là bệnh nhân không hoàn thành được, bệnh nhân sẽ tự đổ lỗi. Thế thì tất cả những cái đó lâu dần họ sẽ thành một cái vòng lặp, gây cho cảm giác ức chế, lo âu cho bệnh nhân mỗi lần thăm khám. Vậy nên với trung tâm y học giới tính của chúng tôi, lần đầu tiên khi mà tiếp xúc với bệnh nhân, chúng tôi phải giải tỏa được những tất cả các cái thắc mắc, các cái lo âu và cái cảm giác tội lỗi đó của bệnh nhân. Bởi vì bệnh nhân đến với chúng tôi, bệnh nhân đã hiểu là cái vấn đề này không phải chỉ là nguyên nhân tâm lý, mà vấn đề đó là do một căn bệnh thực thể, và bệnh đó có khả năng điều trị được. Với vai trò của bác sĩ tâm lý, ngoài giải tỏa các cái liên quan đến lại tâm lý cho bệnh nhân, còn có một vai trò to lớn, đó là đồng hành cùng người bệnh, để cho bệnh nhân có thể tin tưởng trong quá trình điều trị, để có thể giải tỏa các bệnh nhân những cái thắc mắc, những cái câu hỏi, và đặc biệt là đồng hành cùng cả hai vợ chồng trong đời sống tình dục sau này. Bác sĩ có lời khuyên gì cho các cặp đôi gặp vấn đề khó nói trong chuyện chăn gối vợ chồng mà ngại đi thăm khám không ạ? Thường các bạn hay nghĩ chuyện chăn gối đó là chuyện khó nói, nhưng chính những các cái suy nghĩ đó sẽ là cái rào cản để các bạn ngại đi thăm khám, và thường là khi đến với các cơ sở y tế thì đã là một vấn đề rồi. Với tư cách là giám đốc trung tâm y học giới tính, tôi chỉ có một lời khuyên, đó là khi các bạn có bất kỳ trăn trở, thắc mắc hoặc bất kỳ một cái lo nghĩ nào liên quan đến vấn đề tình dục vợ chồng hoặc thậm chí là chuyện chăn gối, các bạn hãy đến với cơ sở y tế của chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng rộng mở cánh cửa để tiếp đón các bạn với cái quan điểm cởi mở nhất, để các bạn đưa cho các bạn những lời khuyên, các cái định hướng điều trị để các bạn có thể có được cái đời sống tình dục hạnh phúc. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Anh Tú.